Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con tại các khu dân cư, thôn, xóm trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và đánh giá thôn Cẩm Nê là một trong những địa phương có truyền thống cách mạng hào hùng. Bên cạnh đó, ấn tượng với những kết quả của chính quyền, toàn thể nhân dân thôn đạt được trong thời gian qua, nhất là tinh thần đồng thuận tham gia phòng chống dịch, có nhiều mô hình sáng tạo, san sẻ yêu thương. Bí thư Thành ủy cho biết, thôn chưa có ca F0 nào trong 2 năm qua, đánh giá công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, đề nghị thôn Cẩm Nê tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, tấm gương sáng để có những mô hình hay do Mặt trận chủ trì và địa phương phát động, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tích cực tham gia sản xuất, cùng thành phố phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng đưa ra các giải pháp với những vướng mắc của địa phương. Trong năm qua, vượt qua khó khăn do COVID-19, Ban công tác Mặt trận thôn Cẩm Nê đã hoàn thành gần như 100% các chỉ tiêu trên giao, thực hiện có kết quả 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cụ thể, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giảm hộ nghèo, đảm bảo công tác về môi trường, an ninh trật tự, hỗ trợ bà con khó khăn hơn 117 triệu đồng, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết khu dân cư 17 phường Hòa An, phường Cẩm Lệ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết ghi nhận những kết quả khu dân cư 17 đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trước tình hình dịch diễn biến khó lường, thành phố luôn cần sự đồng lòng ủng hộ của người dân trong các biện pháp phòng chống dịch để thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định thành phố đã và đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, phân đấu bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi. Đồng thời, thành phố cũng đang nỗ lực hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế trong mùa dịch để người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị khu dân cư phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Khu dân cư số 17 có 6 tổ dân phố, 994 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu. Năm qua, khu dân cư nêu cao tinh thần đoàn kết, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt nghiêm túc chấp hành phong trào toàn dân tham gia chống dịch với tinh thần mỗi tổ dân phố là một pháo đài chống dịch. Ban công tác Mặt trận đã kêu gọi và tiếp nhận hỗ trợ hơn 4.000 kg gạo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng. Còn với khu dân cư Bình Kỳ 2B, phường Khoa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, trong năm qua, người dân tại khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, tích cực hưởng ứng đồng hành cùng các phong trào của địa phương, nhất là trong phong trào phòng chống COVID-19. Khu dân cư đã vận động được 73 xuất quà với số tiền 26 triệu đồng, hưởng ứng thư kêu gọi san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội giảm nghèo cũng được quan tâm, vận động 31 chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho lao động, vận động quỹ vì người nghèo thực hiện tốt công tác khuyến học. Đánh giá cao những thành tích của khu dân cư Bình Kỳ 2B trong thời gian qua trên các mặt hoạt động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò của việc phát huy tinh thần đoàn kết tại khu dân cư, góp phần vào việc xây dựng khối đại đoàn kết chung của dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn trong thời gian tới, khu dân cư Bình Kỳ 2B tiếp tục đồng thuận xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các chủ trương của thành phố, nhất là trong công tác phòng chống dịch. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạch Thang, quận Hải Châu đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong năm qua, với sự quyết tâm đồng lòng, đồng thuận, tinh thần đoàn kết của người dân, nên các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư đạt được những kết quả tích cực, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào toàn dân tham gia phòng chống COVID-19. Bà con khu dân cư luôn nêu cao ý thức phòng dịch, tham gia giám sát chặt người đến và về Đà Nẵng để báo cáo với cơ quan chức năng. Thời gian đến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạch Thang tiếp tục vận động nhân dân chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh giàu đẹp. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạch Thang tổ chức phiên chợ không đồng lần thứ hai nhằm hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn do COVID-19, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trong mùa dịch.
Đối với khu dân cư 10 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, năm 2021, Ban công tác mặt trận đã phối hợp với tổ dân phố, các chi hội đoàn thể triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả là chung tay vì người nghèo, tiếng loa mặt trận, khu dân cư 50, chung tay phòng chống dịch bệnh. Đến nay, cuộc sống của bà con dân dần tiếp vào ổn định. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tặng quà cho trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, mặt trận địa phương cũng đã trao quà cho hộ nghèo và biểu dương các cán bộ tiêu biểu. Lễ kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong còn có sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện cho 600 hộ dân của thôn. Thôn Bồ Bản luôn nằm trong top đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của xã Hòa Phong. Đặc biệt, mô hình khu dân cư thân thiện môi trường được 100% hộ gia đình hưởng ứng thực hiện thông qua việc duy trì đều đặn ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, đóng góp kinh phí hàng chục triệu đồng xây dựng bồn hoa công cộng, trồng cây cảnh trên trục đường chính vào thôn. Mặt trận và các đoàn thể thôn Bồ Bản đã vận động nhân dân thực hiện kiêm thông điệp 5K, ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của xã hơn 20 triệu đồng. Giữ vững vùng xanh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng bằng khen.